Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Gary. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục vẽ một bức tranh về Godzilla, nhưng mà không phải Godzilla như thế này hay là như thế này, mà là một bức tranh về Godzilla với góc nhìn trực diện. Còn chần chờ gì nữa, chúng ta bắt đầu thôi nào. Ok, như mọi lần thì mình đã vẽ phát trước bức tranh này bằng bút chì, và giờ thì mình sẽ sử dụng bút lông này để tô lại. Các bạn hãy theo dõi cùng mình quá trình này nhé. Được rồi, đầu tiên để vẽ Godzilla chúng ta sẽ bắt đầu với phần mõm, hay là gọi là phần miệng. Được rồi, mình sẽ bắt đầu từ những đường như thế này, một đường cong ở đây và đối xứng chúng ta có một đường cong ở bên này. Mình sẽ nối hai đường cong này lại bằng một đường cong nằm ngang ở dưới. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ vẽ lên cái mũi. Tương tự như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ vẽ hai cái lỗ mũi ở đây. Ở khoảng giữa này mình sẽ vẽ một đường cong ngang như thế này. Ok. Và ở đây thì chúng ta sẽ vẽ bốn cái răng. Một cái ở đây, một cái ở đây, một cái ở đây và một cái nữa ở đây. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ vẽ tiếp đến cái phần xương quai hàm. Mình chấm một điểm ở đây nhé. Chúng ta sẽ vẽ một đường chéo như thế này lên đây, và từ đây chúng ta vẽ lên đây. Vẽ tương tự với phần bên này nha các bạn. Đây. Rồi lại vào đây như thế này. Ok. Từ điểm này mình sẽ vẽ ra đoạn chéo lên đến này là phần miệng. Ok. Rồi tiếp theo, sau khi đã vẽ được xong phần mõm và phần miệng thì mình sẽ vẽ lên phần mặt. Chúng ta sẽ vẽ đôi mắt trước đây. Tương tự mình sẽ vẽ bên này. Ok. Bây giờ thì mình sẽ vẽ lên phần đầu nha. Chỗ này có 3 cái sừng nhỏ nhỏ chỗ này và một cái sừng ở giữa ở đây, và mình sẽ nối chúng lại với nhau. Ok. Thank you.
Ok. Rồi. Vậy là gần như hoàn thiện được phần đầu, chúng ta sẽ từ phần đầu chúng ta sẽ kéo xuống và sẽ thành cái cổ cho Godzilla. Xuống đây. Để xuống hai bên như thế này. Và chúng ta đã thành được cái cổ. Từ đây thì chúng ta sẽ vẽ hai cánh tay của Godzilla nhé. Nói chung thì phần đầu là cái phần mình nghĩ là khó nhất. Còn lại thì những phần cánh tay này cũng khá là đơn giản thôi các bạn. Thế là chúng ta đã có được một cánh tay. Và bây giờ mình sẽ vẽ cánh tay bên này. Ta-da. Bây giờ mình sẽ vẽ phần chỗ này. Một chút thế này. Nối vào. Tương tự như vậy thì từ chỗ này chúng ta kéo xuống và đến phần thân. Kéo xuống hai bên, đè xuống là xuống phần thân. Chúng ta sẽ vẽ phần bụng trước. Ok, chúng ta sẽ vẽ những cái hoa văn ở trên phần cổ và bụng như thế này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vẽ những cái gai ở trên lưng của Godzilla. Vì là góc nhìn trực diện nên là chúng ta sẽ vẽ hai bên luôn. Và để cho bức tranh Godzilla của chúng ta thêm phần hoành tráng và vĩ đại thì phần dưới này mình sẽ vẽ một con tàu nha. Bối cảnh của chúng ta là Godzilla ngoi lên từ mặt nước. Sẽ vẽ sóng nước ở đây và mặt nước biển ở đây như thế này. Ok,
Ok, và giờ hãy đi tô màu xem bức tranh của chúng ta như thế nào nhé. Và đây là thành quả của chúng ta, các bạn thấy thế nào? Bức tranh của mình ngầu đấy chứ? Nhớ để lại comment cho mình biết nha. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt.